Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ có một cái video chia sẻ cho các bạn những điều mà mình đã tìm hiểu và nghiên cứu được liên quan đến cái đồng coin Cardano. Thì mình nhận được rất là nhiều yêu cầu liên quan đến cái việc review cái đồng coin này, cũng như là cung cấp thêm thông tin về cái sự kiện vào cuối tháng 4. Thì Cardano là một cái đồng coin top 10 trong bảng xếp hạng và là một cái đồng coin có được cái sự chú ý rất là lớn của dư luận. Thế thì trước khi đến với cái nội dung của video ngày hôm nay, với những cái bạn nào mà mới đăng ký kênh YouTube của mình, thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mình làm những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được. Ngoài ra thì các bạn đừng quên follow thêm cả kênh Telegram của mình nữa. Thì trên này mình đang có gần 1.300 thành viên, thì mình vẫn thường xuyên update thông tin lên trên cả kênh Telegram lẫn trên kênh YouTube. Thì mình rất mong là các bạn sẽ có được những cái thông tin kịp thời và chính xác nhất. Quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay, thì thị trường ngày hôm nay là một cái thị trường đang có màu xanh, và mình sẽ có một cái video cập nhật tình hình thị trường riêng. Trong video này thì mình sẽ chỉ tập trung nói về cái đồng coin Cardano thôi, đúng không ạ? Thì cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái đồng Cardano thì các bạn phải hiểu Cardano là một cái đồng coin thuộc loại đồng coin gì, coin nền tảng, coin ứng dụng hay là coin tiền tệ. Thì các coin tiền tệ mà chúng ta có hiện tại, chúng ta có thể kể đến đó chính là Bitcoin, đúng không? Litecoin là những cái coin tiền tệ, coin nền tảng là những cái đồng coin như Ethereum và Neo, và Cardano thì hiện tại là một đồng coin nền tảng. Tuy nhiên, cái nền tảng của Cardano thì hiện tại đang trong cái quá trình xây dựng và vẫn chưa hoàn thiện. Thế nên là Cardano hiện tại vẫn đang giao dịch dưới dạng là một loại đồng coin tiền tệ. Nó khá là thú vị. Thế thì cái mục tiêu khi mà cái đồng coin Cardano này ra đời đó chính là để mà các DApps, là cái Decentralized Application, là các ứng dụng phi tập trung có thể phát triển được trên cái nền tảng của họ. Thì cái mục tiêu này khá giống với cái mục tiêu của nền tảng Ethereum và nền tảng Neo. Với nền tảng Ethereum thì hiện tại đang là một cái nền tảng có cái lượng người sử dụng nhiều nhất và nổi tiếng nhất, có lượng ứng dụng chạy trên cái nền tảng đó lớn nhất. Đồng coin với cái nền tảng Neo thì hiện tại đang tập trung vào việc xây dựng một nền kinh tế thông minh. Mình đã có một cái video riêng nhắc đến cái đồng coin Neo này rồi. Và một cái nền tảng khác mà chúng ta cũng có thể quan tâm đến là nền tảng ARK, là một cái nền tảng làm cái cầu nối thông minh kết nối giữa các blockchain lại với nhau. Vậy thì cái nền tảng Cardano này có gì đặc biệt? Và liệu Cardano có thể cạnh tranh được với Neos và Ethereum trong tương lai hay không? Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ những cái thông tin mà mình đã tìm hiểu được với các bạn. Ok, thế thì Cardano họ hướng tới là một cái blockchain 3.0. Blockchain 1.0 là blockchain nền tảng đến từ Bitcoin, một blockchain nguyên thủy và công nghệ còn rất là thô sơ. Blockchain 2.0 thì về cơ bản là khá khắc phục được những cái nhược điểm của blockchain Bitcoin và đã có cái nền tảng để cho các ứng dụng phi tập trung có thể chạy trên được cái blockchain 2.0. Đó chính là blockchain của Ethereum. Và với cái quy mô được mở rộng như hiện tại thì Ethereum đang gặp rất là nhiều vấn đề. Bởi vì cái công nghệ thời đó nó chưa đáp ứng được cái về mặt kỹ thuật đối với những cái yêu cầu hiện tại. Thế nên là những cái đồng coin, những cái nền tảng Ethereum và những cái đồng coin, những cái nền tảng blockchain 3.0 đang lần lượt ra đời. Và Cardano chính là một trong những đồng nền tảng như vậy. Cardano là một cái dự án được xây dựng bắt đầu từ năm 2014, khá là cùng năm với cái nền tảng Ethereum. Thì khi mà họ phát triển cái dự án Cardano ấy, họ không gọi vốn ICO một cách nhanh chóng mà họ đã dành rất nhiều thời gian lập những cái đội nghiên cứu và họ dành nhiều thời gian liên quan đến cái việc là họ nghiên cứu những cái hạn chế của cái blockchain thời điểm đó là gì, mà cụ thể ở đây là blockchain của Ethereum và blockchain của Bitcoin. Sau đó thì họ sẽ tự viết ra một cái nền tảng riêng để mà có thể khắc phục được những cái nhược điểm của hai cái nền tảng đã ra đời trước đó. Thì cái sự tỉ mỉ cũng như là cái đội ngũ của Cardano phải nói là một trong những cái điều mình đánh giá cao nhất khi mà mình tìm hiểu về cái đồng coin này.
Và cái hệ sinh thái của Cardano không chỉ có một mình Cardano riêng, mà cái hệ sinh thái của Cardano hiện tại đang được mở rộng rất là nhanh. Và Cardano hiện tại được nhận cái sự tài trợ cũng như là nhận được cái sự hỗ trợ từ những cái công ty, những cái quỹ đầu tư rất là lớn, và sẽ giúp cho cái hệ sinh thái này sẽ còn phát triển rất là mạnh trong tương lai. Và cái công ty đầu tiên mà hỗ trợ Cardano mà mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là Cardano Foundation. Thì Cardano Foundation chính là một cái công ty phi lợi nhuận, và cái công ty này được xây dựng với cái mục đích là để phát triển Cardano cũng như là để quảng bá Cardano ra cái cộng đồng blockchain nói chung. Và không chỉ có vậy thì cái quỹ này còn 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 thực hiện cả một cái nghĩa vụ, đó là giáo dục về kiến thức liên quan đến cryptocurrency và làm việc với các chính phủ liên quan đến những quy định. Và với một tổ chức và với một nền tảng blockchain ấy, thì có một cái quỹ đứng ra để mà tạo điều kiện hợp tác với các doanh nghiệp và tạo điều kiện hợp tác với các chính phủ để mà xử lý những cái quy định, nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Nếu như Ethereum thì có một liên minh doanh nghiệp Ethereum có viết tên viết tắt là EEA. Nếu như Neos có On-Chain đứng sau, On-Chain là một cái công ty mà mình đã có giới thiệu ở cái video trước. Họ cũng làm cái nhiệm vụ là kết nối, là cầu nối giữa Neo và chính phủ, giữa Neo và doanh nghiệp. Thế thì cái quỹ Cardano cũng có một cái nhiệm vụ như vậy. Và các đồng coin nền tảng thì có một cái quỹ đứng sau, cũng như là có một cái công ty đứng sau hậu thuẫn về cái mặt, hậu thuẫn về mặt quy định, hậu thuẫn về mặt hình ảnh để mà có thể tiếp xúc được với giới doanh nghiệp là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì những cái nền tảng như Neo, Ethereum và Cardano là những cái nền tảng phân cấp, thế nên là cái việc có một công ty đại diện là một cái điều hết sức là cần thiết. Và cái quỹ Cardano này thì còn cung cấp cho chúng ta biết một lượng thông tin rất là lớn liên quan đến cái dự án Cardano, về tổng quan dự án, về công nghệ sử dụng trong trong Cardano, hoạt động của nhóm sáng lập, lịch trình chính xác cũng như là cái thời gian họ họ làm những cái việc liên quan đến việc phát triển đồng Cardano. Thì đây là một cái sự minh bạch mà có thể nói là rất là hiếm một cái nền tảng nào có được, và họ công khai hoàn toàn. Đó, đó là cái công ty, đó là cái quỹ Cardano Foundation. Một cái công ty thứ hai mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là công ty Input Output Hong Kong. Thì Input Output Hong Kong là một công ty chuyên về mặt kỹ thuật phát triển giải pháp blockchain, và công ty thì được lãnh đạo bởi bởi cựu giám đốc điều hành và trợ lý điều hành của Ethereum. Như vậy là chúng ta có thể biết được là cái công ty này họ có một cái đội ngũ sáng lập sáng giá như thế nào. Và hiện tại Input Output Hong Kong đang hỗ trợ Cardano trong cái việc phát triển công nghệ và ví điện tử của Cardano. Không chỉ ngoài Cardano ra thì EOHK còn hỗ trợ những cái dự án blockchain khác như là Ethereum Classic và những cái dự án yêu cầu và những cái dự án mà họ có hợp đồng khác. Thì với cái việc có EOHK đứng sau thì mình nghĩ là về mặt kỹ thuật Cardano sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm trong tương lai đối với Ethereum và Neo. Và một công ty khác đó chính là công ty Imogold. Imogold là một doanh nghiệp Nhật Bản. Thì Imogold cũng hoạt động trong lĩnh vực blockchain cũng như là đầu tư vào những cái dự án khởi nghiệp liên quan đến blockchain. Và với cái việc có cái sự kết hợp của EOHK, Cardano Foundation và Imogold thì nó giúp cho cái nền tảng Cardano có một cái đội ngũ support gần như là hoàn hảo ở xung quanh. Quỹ Cardano thì giúp cho nền tảng này quảng bá hình ảnh ra cộng đồng những cái người yêu thích tiền điện tử cũng như là giáo dục về cryptocurrency và làm việc về với các quy định với các chính phủ. EOSK thì làm cái tổ chức kỹ thuật phát triển công nghệ đằng sau Cardano, và Imogold thì là giúp cho Cardano tích hợp cái nền tảng của họ với các doanh nghiệp khác nhau. Như vậy là họ có một cái đội ngũ xung quanh coi như là có thể bao quát được tất cả những cái gì mà một cái hệ sinh thái blockchain cần có thì Cardano đều đáp ứng được. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn sang Ethereum hoặc là Neo thì Ethereum và Neo cũng có những cái quỹ, cũng có những cái công ty mà hỗ trợ, họ
họ xung quanh. Vậy thì điều gì sẽ giúp cho Cardano đặc biệt? Thì chúng ta phải phân tích đến mặt công nghệ và về mặt công nghệ, và trong cái video này thì mình sẽ cố gắng là chia sẻ một cách dễ hiểu nhất những cái điều mà mình nghĩ là các bạn nên nắm về cái đồng Cardano và giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái đồng Cardano và cái lợi thế của nó cạnh tranh với Ethereum và Neo sẽ là như thế nào. Thì đầu tiên phải nói là Cardano là một cái đồng coin mà rất là tham vọng, mặc dù là tất cả những cái công nghệ và những cái về mặt yếu tố kỹ thuật ý, thì hiện tại họ mới đang nằm trong lộ trình phát triển và chưa có một cái sản phẩm rõ ràng, chưa có một cái nền tảng để mà có thể cho các ứng dụng chạy trên cái nền tảng Cardano. Hiện tại họ vẫn chưa có, và chúng ta sẽ cần phải có thêm thời gian để mà đợi cái dự án này họ phát triển. Tuy nhiên những cái khía cạnh mà chúng ta có thể đề cập đến ở Cardano mà khiến cho nó có thể nổi bật hơn so với những cái dự án khác, cái công nghệ đầu tiên mà mình muốn đề cập đến đây đó chính là công nghệ phân tầng. Ở đây okay, mình sẽ giải thích là lý do tại sao mình lại để hình cái bánh ở đây sau. Thì cái công nghệ phân tầng ấy nó sẽ giúp cho cái đồng Cardano này hoạt động nhanh hơn, hiệu quả hơn so với cái blockchain của Ethereum. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Với cái blockchain của Bitcoin là một cái blockchain mà nguyên thủy, làm cái blockchain đơn giản nhất, thì cái dữ liệu lưu trữ trên cái blockchain đó nó sẽ là những cái thông tin rất là đơn giản, ví dụ như là Bitcoin được chuyển từ ai, chuyển khi nào và chuyển bao nhiêu. Những cái dữ liệu đó là những cái thông tin cơ bản nhất và nó hỗ trợ trên cái nền tảng blockchain của Bitcoin. Đối với cái nền tảng blockchain của Ethereum thì ngoài những cái thông tin đơn giản trên thì blockchain của Ethereum còn lưu trữ thêm những thông tin liên quan đến hợp đồng thông minh. Như vậy là nó đã có những cái sự khác biệt so với cái nền tảng blockchain của Bitcoin. Và tuy nhiên cái nhược điểm của cái việc này đó chính là trong cái blockchain của Ethereum thì cái việc lưu trữ cái thông tin liên quan đến số tài khoản, thông tin khách hàng và những cái hợp đồng thông minh nó được lưu trữ cùng một lúc, và nhiều khi vì vậy nó sẽ làm cho cái hệ thống blockchain này hoạt động một cách không quá nhanh, không quá mượt mà nếu như cái lượng truy cập quá lớn. Và nếu như có một cái blockchain nào mà có thể tách biệt được giữa hai cái thông tin liên quan đến số hóa số hóa tài khoản, số tiền và một cái thông tin liên quan đến cái hợp đồng thông minh ý, thì nó sẽ là một cái bước tiến lớn và cải thiện tốc độ của blockchain đó nhanh hơn rất là nhiều. Và đó chính là cái công nghệ hai lớp của Cardano mà mình muốn nhắc tới ở đây. Và trong cái công nghệ hai lớp này ý, thì mình lấy ví dụ như là chiếc bánh bánh chuối này, thì cái lớp đầu tiên sẽ là cái lớp lưu trữ những cái thông tin liên quan đến thông tin về ví, số tiền, số tài khoản, số lượng, số tiền được chuyển đi đâu và chuyển tới đâu, thời gian chuyển như thế nào sẽ được lưu trữ ở trên tầng đầu tiên. Và tầng thứ hai sẽ là tầng lưu trữ các thông tin liên quan đến hợp đồng thông minh. Và hai tầng này là hai tầng hoàn toàn tách biệt. Và điều này thì giúp cho tối ưu hóa cái blockchain của Cardano hơn rất là nhiều so với blockchain của Ethereum. Và ngoài ra thì nó còn làm cho cái giao dịch trở nên bảo mật và riêng tư hơn. Đó, thì đấy là một cách giải thích đơn giản nhất cái công nghệ hai lớp là hoạt động như thế nào. Và ok, và cái việc cái công nghệ hai lớp này sắp tới nó sẽ là một trong những bước tiến rất là lớn của cái công nghệ blockchain trong tương lai. Cái công nghệ thứ hai mà chúng ta có thể nhắc đến đó chính là Ouroboros. Ouroboros chính là một cái giao thức của Cardano. Giao thức này là một cái giao thức mà được phát triển dựa trên giao thức POS. Thì POS là cái giao thức mà có lẽ là chúng ta đã được nghe tới rất là nhiều, là một cái giao thức mà chúng ta sẽ lưu trữ số coin và nhận được lãi suất và nhận được phần thưởng khi mà tỷ lệ thuận với cái số coin mà chúng ta lưu trữ. Nó khác biệt so với giao thức POW. Và nếu như giao thức POW hiện tại đang là giao thức trở nên khá là lỗi thời và Ethereum hiện tại đang rất là khó khăn trong cái việc chuyển mình từ giao thức POW sang POS, thì với cái việc Cardano họ xây dựng một cái giao thức riêng họ gọi là DPOS. DPOS là một cách nói chung của những cái giao thức được
phát triển dựa trên cái giao thức POS. Thì cái giao thức này nó sẽ giúp cho những cái người nắm giữ hay gọi là những cái cổ đông của Cardano nắm quyền bầu cử cho những cái hoạt động trên cái mạng lưới đó và thông qua những cái nút đồng thuận. Và những cái người này thì cũng có quyền xác nhận được những cái khối giao dịch, và nó khá là khác biệt so với cái giao thức POW mà chúng ta đang chứng kiến hiện tại. Và khi mà họ xác nhận cái giao dịch thì họ sẽ vẫn có cái phần thưởng khi mà họ xác nhận thành công. Thì cái giao thức POS của Cardano nó khá là giống với cái giao thức POS của Neo, mặc dù là đây đều là những cái phiên bản POS được nâng cấp. Đối với Neo họ cũng có một cái tên riêng, và cái tên, và họ đặt tên đó chính là giao thức DBFT. Còn đối với Cardano thì đó chính là Ouroboros. Thì theo mình tìm hiểu thì hai cái giao thức của Neo và Cardano nó khá là tương đồng nhau. Nó khác biệt một chút đó chính là hiện tại Neo làm cái đồng coin mà họ nắm cái sự phân quyền của họ không có, và mọi cái quyền lực đều nằm trong tay của 13 người trong cái đội ngũ của team phát triển Neo. Còn với Cardano thì họ sẽ hướng tới trong tương lai là những cái người nào mà nắm càng nhiều cái đồng coin Cardano thì sẽ là những cái người có cái quyền bầu cử cũng như là có cái quyền xác nhận những cái giao dịch. Thì đó là một cái điểm khác biệt nhỏ giữa cái giao thức POS của Cardano và POS của Neo. Còn nhìn chung thì hai giao thức này khá là tương đồng với nhau. Đó là về cái giao thức. Còn cái thứ ba đó là về ngôn ngữ mã hóa. Thì nếu như ngôn ngữ mã hóa của Neo khá là phức tạp và ngôn ngữ mã hóa của Ethereum khá là phức tạp, và phải là những cái người chuyên viết code chuyên nghiệp thì họ mới có thể viết được code và xây dựng được ứng dụng ở trên cái nền tảng Ethereum, thì ngôn ngữ mã hóa của Cardano thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, và nó cũng tương tự với Neo, nó sẽ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau mà ở trên Cardano họ gọi là Haskell. Thì Haskell là một cái ngôn ngữ đơn giản giúp cho nhiều nhà phát triển có thể tiếp cận được với cái giao thức với cái nền tảng Cardano này hơn trong tương lai. Thì về ngôn ngữ mã hóa thì mình cũng đánh giá Neo và Cardano khá là tương đồng với nhau. Và một cái điểm nữa mình thấy rất là đặc biệt của cái đồng coin Cardano đó chính là cái việc họ sẽ có một cái quỹ giống dạng như là quỹ của để mà phát triển công ty. Tuy nhiên là cái việc sử dụng cái quỹ này cho cái mục đích gì thì nó lại nằm trong tay những người nắm giữ cái đồng Cardano. Đây là một cái bước tiến. Nếu như Neo 13 người sẽ là người quyết định xem là cái đồng coin đó phát triển như thế nào và cái quỹ sẽ được sử dụng như thế nào. Ethereum thì cũng như vậy, là một cái giao thức POW và những cái người điều hành sẽ là những cái người quyết định cái quá trình phát triển của cái hệ thống. Thì Cardano họ sẽ là một cái nền tảng mà phi tập trung hơn. Họ cho phép những người nắm giữ cái đồng coin sẽ có quyền bỏ phiếu. Và với cái việc làm như vậy thì nó sẽ giúp cho cái nền tảng này họ có thể phát triển được, cho dù là người đứng đầu cái nền tảng này có không làm việc cho Cardano đi chăng nữa. Đó. Thế thì nếu như Vitalik mà rời khỏi Ethereum và Ethereum Foundation bị giải thể thì chúng ta cũng không rõ là cái đồng coin Ethereum sẽ đi tiếp đến đâu. Bởi vì cái giao thức của họ thì nó sẽ không hỗ trợ cái việc là những cái người nằm trong cái nền tảng đó có thể quyết định xem là cái nền tảng đó sẽ tiếp tục phát triển như thế nào. Tuy nhiên đối với Cardano thì với cái việc phân quyền như vậy thì nó sẽ giúp cho cái đồng coin Cardano này phát triển trong tương lai, kể cả khi mà những cái người đứng đầu họ không làm việc cho Cardano nữa. Thì đấy là một cái điểm khá là khác biệt cũng như là một cái ưu điểm rất là rõ đối với cái đồng coin Cardano này. Về đội ngũ phát triển dự án Cardano thì không có gì phải nói. Đội ngũ phát triển của dự án Cardano phải nói là một đội ngũ all star, và những cái con người nằm trong cái đội ngũ này đều là những cái nhân vật đứng đầu cũng như là có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mã hóa cũng như là về mảng công nghệ. Thì không có gì phải thắc mắc khi mà cái đội ngũ Cardano là cái đội ngũ toàn ngôi sao.
Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn sang cái đội ngũ của Ethereum ấy, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Vitalik là một thiên tài cụ về lĩnh vực blockchain, và để mà có thể nói rằng cái đội ngũ phát triển của Cardano hơn cái đội ngũ phát triển Ethereum thì nó sẽ là một cái sự so sánh khá là khập khiễng, và chúng ta chưa thể khẳng định điều này vì Ethereum là một cái nền tảng mà đã tạo ra cái sự ảnh hưởng sâu rộng đối với blockchain cũng như là tiền điện tử nói chung. Còn Cardano là một cái dự án mới chỉ dựa trên ý tưởng và đang trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, cái đội ngũ của Cardano mình vẫn đánh giá rất là cao, và cái đội ngũ này sẽ mình tin tưởng là sẽ giúp cho cái đồng Cardano này đi đến hết cái roadmap của họ. Và có một cái điều đặc biệt đối với cái đồng coin Cardano mà các bạn có thể để ý, đó chính là họ có một cái trang web riêng đặt tên là cardanoroadmap.com. Thì trang web này họ cập nhật thường xuyên những cái bước phát triển của cái dự án và những cái người phụ trách. Thì mình chưa thấy một cái dự án nào cũng như là một cái nền tảng nào mà họ chi tiết đến như vậy. Các bạn hoàn toàn có thể check được ở trên này là các dự án đó đi đến đâu, hoàn thành bao nhiêu phần trăm. Các bạn có thể ở đây là process, ở đây là 80%, process ở đây là 100%, có nghĩa là hoàn thành rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể check được là những cái tiến trình của cái dự án Cardano này đi đến đâu rồi ở trên cái trang web cardanoroadmap.com. Thì đây là một cái điều mà gây ấn tượng không chỉ đối với mình mà còn đối với rất là nhiều những cái nhà đầu tư khác. Đó, thế thì với cái lộ trình hiện tại trong quý 2 năm 2018 thì có những cái điểm mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất ý, là họ sẽ phát hành cái giao thức POS mà họ gọi là Aurora Borealis. Cái giao thức Aurora Borealis hiện tại mới chỉ là ở trên mặt ý tưởng và họ đang phát triển, và Cardano hiện tại đang tồn tại dưới dạng như một đồng token, như một đồng coin để giao dịch, chứ cái nền tảng Cardano thì vẫn chưa ra đời. Và trong quý 2 năm 2018 thì họ sẽ cho ra mắt cái giao thức POS của mình. Thứ hai là họ sẽ nâng cấp cái ví của họ và sẽ tăng tốc cái quá trình đồng bộ hóa của blockchain. Thứ ba là họ sẽ phát triển cái hệ thống bình chọn trên cái blockchain của họ, và còn khá là nhiều sự kiện quan trọng khác trong cái quý 2 này của Cardano. Như mình đã chia sẻ là họ còn đang trong cái quá trình phát triển và cái nền tảng của họ thì vẫn chưa hình thành một cái hình hài rõ ràng. Thế nên đây cũng là một cái ưu điểm nhược điểm khi mà chúng ta nhắc đến cái đồng Cardano. Chúng ta nhắc rất nhiều đến những cái tiềm năng của Cardano, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ phải xem xét đến một việc, đó chính là Cardano cái lộ trình hiện tại của họ đang khá là dài ở phía trước, và với cái sự phát triển rất là nhanh chóng của cái nền blockchain hiện tại thì các bạn có nghĩ là Ethereum họ có đứng yên để cho Cardano đuổi kịp hay không? Đó, trong vòng 1 năm tới các bạn có nghĩ là Ethereum vẫn như hiện tại hay không, hay Neo vẫn như hiện tại, để mà khi Cardano họ hoàn thành cái roadmap của họ thì họ có thể vượt qua được Ethereum và Neo? Mình nghĩ là họ có thể vượt qua được nếu như Ethereum và Neo trong thời gian tới không có bất cứ một thay đổi gì. Tuy nhiên 1 năm trong cái thế giới tiền điện tử nó khá là dài, và để mà có thể khẳng định được Cardano chiến thắng được Neo và Ethereum trong thời gian trong tương lai ấy, nó là một cái nhận định mà chúng ta không dám chắc, bởi vì cái lộ trình của Cardano trong thời gian tới họ còn rất là nhiều việc phải làm, và với cái sự phát triển của cái nền tảng Ethereum hiện tại thì trong 1 năm nữa có thể là Ethereum sẽ chiếm những cái thêm thị phần trong cái việc trong cái mảng DApp, thì Ethereum đang chưa có cái dấu hiệu là dừng lại cho cái việc thống trị cái mảng DApp này. Thì trong thời gian tới họ sẽ còn tiếp tục nâng cấp cái giao thức POW, và họ đang dự định là nâng cấp từ POW sang POS. Tuy nhiên là cái blockchain của Ethereum là cái blockchain sơ khởi, thế nên là cái code của nó không thể tốt bằng cái code của các giao thức như là của Cardano ra sau. Và vì vậy cái việc chuyển từ giao thức POW sang giao thức POS của Ethereum nó sẽ khó khăn hơn nếu mà chúng ta so với cái nền tảng Cardano. Và như vậy kết luận rằng là chúng ta có thể thấy là Cardano là một blockchain thứ ba tiềm năng và cũng khá là đáng để chúng ta đầu tư. Tuy nhiên để mà có thể khẳng định nó là một cái mạng lưới mạnh mẽ thì chúng ta sẽ còn cần thêm thời gian để mà chúng ta có thể khẳng định được cái điều này. Và với những cái nhà đầu tư Cardano thì mình cũng vẫn cho rằng là họ vẫn có thể hold cái đồng coin này cho đến khi cái dự án của họ ra mắt được những cái tính năng mới
và có thể cạnh tranh được với cái đồng Ethereum và đồng Neo. Liên quan đến cái sự kiện mà cuối tháng 4 này thì các bạn có thể kiểm tra ở trên cái trang web coinmarketco.com. Thì trang web này họ sẽ cho các bạn những cái thông tin liên quan đến cái sự kiện sắp tới. Thì vào ngày 30 tháng 4 tới thì họ sẽ có một cái test net có tên là Gogwen. Thì cái test net này là họ sẽ thử tính năng của hợp đồng thông minh IELTS, và cái tính năng này thì sẽ được công bố kết quả vào ngày 30 tháng 4. Thì đây cũng là một cái sự kiện vô cùng quan trọng đối với cái đồng coin Cardano. Vào trong khoảng 2 tháng tới thì Cardano sẽ ra mắt cái giao thức mà họ gọi là giao thức, ok, họ gọi là giao thức DPoS của mình. Đó, thì trong 2 tháng tới thì họ cũng sẽ chính thức là ra mắt cái giao thức đó. Thì mình nghĩ là trong hai tháng sắp tới là hai cái tháng mà rất là quan trọng đối với đồng coin Cardano. Và vào ngày 3 tháng 5 thì họ sẽ update thêm cái roadmap của mình. Thì mình sẽ update thêm cho các bạn là vào ngày 3 tháng 5 thì họ có những cái gì cập nhật. Đó, thì đồng Cardano vẫn là một cái đồng coin mà chúng ta rất là đáng để quan tâm. Bởi vì không phải ngẫu nhiên dù là cái đồng coin, dù là cái nền tảng Cardano chưa ra mắt và cái đồng coin Cardano mới tồn tại dưới cái dạng là một đồng coin để giao dịch, mà Cardano đã nằm trong top 10 những cái đồng coin lớn nhất trên thế giới và có vốn hóa lên tới gần 7 tỷ USD. Thì chứng tỏ rằng là cái tiềm năng của cái đồng Cardano này rất là lớn và được cộng đồng đánh giá rất là cao, thì mới có thể vươn lên được vị trí số 7. Có rất là nhiều những cái đồng coin khác, những cái nền tảng khác cũng tự mệnh danh là blockchain 3.0, nhưng hiện tại rất ít chúng ta biết tới, và Cardano đã là một cái tên rất là quen thuộc. Và với cái vị thế của mình, nếu như họ vẫn duy trì được trong top 10 ấy, thì mình nghĩ sau khi mà họ hoàn thành được cái nền tảng của họ thì thực sự đó sẽ là một đối thủ rất là mạnh đối với Ethereum. À, đấy là liên quan đến tổng quan những cái thông tin mà các bạn cần biết liên quan đến cái đồng Cardano. Thì cái sự kiện sắp tới là cái sự kiện mà mình nghĩ là sẽ giúp cho cái đồng coin Cardano này tăng trưởng. Tuy nhiên là chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của đồng Cardano này thì cái đồng Cardano này cũng như những cái đồng altcoin khác đang có một cái sự tăng giá rất là mạnh mẽ trong cái thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại với cái sự ổn định của Bitcoin thì altcoin sau khi đạt chu trình đáy đang phải bứt phá, không chỉ riêng Cardano mà còn rất là nhiều đồng coin khác các bạn trading trong cái thời điểm hiện tại có cái lãi suất rất là cao. Thì đối với Cardano thì sau khi Cardano đã lên tới 3.347 Satoshi thì hiện tại Cardano đang có cái bước giảm nhỏ, và cái chỉ số RSI của Cardano đang rất là thấp, và nó chứng tỏ là Cardano sẽ có một cái xu hướng nó sẽ phục hồi. Thì các bạn có thể cân nhắc đầu tư Cardano về mặt ngắn hạn và về mặt dài hạn. Tuy nhiên là các bạn phải set cho mình một cái target riêng và một cái mức cắt lỗ nếu như các bạn trading. Đấy là về liên quan đến Cardano được không ạ? Thì mình sẽ có một cái video cập nhật riêng cho các bạn về cái tình hình thị trường, những cái thông tin mới về về tình hình của Bitcoin. Thì hôm nay cũng khá là nhiều thông tin quan trọng, thì mình sẽ cập nhật riêng cho các bạn ở trong một cái video riêng. Và tiếp theo, cái đồng coin tiếp theo mà mình sẽ làm sẽ là cái đồng coin EOS, đồng Econ, là một cái đồng coin được mệnh danh là Ethereum của Hàn Quốc. Thì các bạn còn những cái đồng coin nào ngoài EOS sắp tới, ngoài EOS và Tron, mình nhận được rất là nhiều những cái yêu cầu liên quan đến hai cái đồng coin này, thì các bạn hãy comment ở dưới video này cho mình biết. Và các bạn có cho rằng là Cardano sắp tới sẽ cạnh tranh cũng như là thay thế Ethereum trong tương lai hay không, thì các bạn hãy để lại comment ý kiến của mình được không ạ? Ok, cảm ơn các bạn lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.